Đâu rồi hai anh em đi đường nào lên vậy? Trời ơi chuột nó lên đó trên đây nó tắm rồi nè ông bà cô chú ơi. Ở trên đây chuột lội được hả? Lội được hả? Trời ơi chuột lội nước nè. Chuột ơi chuột ơi. Chuột. Qua đây chào ông bà cô chú hay con. Chuột đi tắm hồ bơi nó mê lắm luôn. Đó. Đó là đẹp không bà cô chú? Có đẹp không? Đấy. Đấy hồ suốt còn chuột ở trên nó tắm nè. Rất là đông luôn nha ông bà cô chú ơi. Đây. Ôi có bán anh hai rồi kìa. Hả? À. À. À, nước giang, nước giang. Rất nhiều bà con tắm nha bà cô chú. Ờ ổng đập kìa. Bà cô chú ở đây nghe ngay cái vòi nước nó chảy không bà cô chú? Nước ở trên nó chảy xuống nhà ào 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 ào. Ở trên đó là cái đồi không bà cô chú? Trên đó cái đồi mà vòng vòng ở xung quanh này có cái vòi nước chảy. Cho em bé tắm. Các em tắm. Mê lắm. Xuống dưới mấy khu này thì thôi rồi nít nít là mê lắm, em bé em nào cũng mê hết. Rất là đông.